khi của các sinh vật rừng để tìm kiếm nguồn thức ăn mới ở vùng ngoại ô. Cô rất mong chờ báo cáo của các em, và hãy nhớ, các em phải nộp đúng hạn, nếu không các em sẽ trượt. Tạm biệt. Chúng ta sẽ không có ngày nghỉ. Nghe này, chúng ta chỉ cần dịch chuyển vào mỗi tiết học để điểm danh, sau đó lại dịch chuyển ra để nghỉ ngơi. Thật tuyệt vời. Được rồi, mở cửa phi thuyền 5 tiếng là đủ để bay hết mùi khí hôi hám của cậu rồi. Của tôi ư? Theo như luật thiêng liêng của ai ngửi chúng thì tự chịu. Cậu chính là người thải ra mùi đó. Làm ơn đi. Cái luật đó đã bị tòa án không gian tối cao gạch bỏ trong vụ người khước từ đấu với người cung cấp. Khoan đã, cậu nghe thấy gì không? Sao cậu lại để cửa mở? Vì cậu đã xì hơi. Tôi xì hơi ư?